hai chị có phải mấy thì mình à hẹn người yêu người yêu của mình thì muốn mình là cái đẹp nhất cả Hàn Quốc, mà mặt mình không Hàn Quốc chỗ nào hết, mình tay mình bộ nhẫn đen không luôn á, mình học cách make up như Hàn Quốc. Đây là cách make up Hàn Quốc của mình đây. Rồi để xem cách cho các bạn xem nha. Đầu tiên trên nền đó là phấn để che khuyết điểm, đánh nhẹ thôi, đánh nhẹ thôi. Rồi đánh chạy mắt. Chạy mắt lại chút. Chút chạy mắt. Chạy nhẹ nhẹ thôi để có mắt sắc lạnh và lạnh lùng nhé mấy bạn. Lạnh lùng không? Hay lạnh lùng không? Quá lạnh lùng và sắc lạnh. Như năm thân vậy đó. Rồi, kẻ sống mũi nè, kẻ sống mũi cao nè. Đó, trở lên cái đường mũi nè. Rồi, mũi cao, mũi cao á.